Chào quý vị trở lại với chương trình Đời Sống Quanh Ta, Life Around Us with Billy Lê, với cô Christy Thái và anh Phil Nguyễn đến từ thành phố Garden Grove. Kính thưa quý vị, anh Phil Nguyễn là một người plan check engineer của thành phố, nên những cái dự án xây dựng thì cũng phải vào tay của anh Phil để mà kiểm tra, make sure nó đủ cái an toàn và cũng như là đủ tiêu chuẩn, đúng không anh? Dạ đúng rồi. Trở lại đến cái câu hỏi hồi nãy đó, thì chúng ta nói về những vị khách mà trước khi mua nhà thì đến thành phố để hỏi là có được approve hay không, thì cái đó đến thành phố có dễ không anh? Đến xin hay dễ không anh? Đến thành phố để xin một cái public record của cái căn hộ mà mình chuẩn bị mua thì không có khó, mình có thể điền online vẫn được. Thì thành phố sẽ gửi hết những cái hồ sơ mà thành phố đang có về cái căn nhà đó, chẳng hạn như là họ xin giấy phép để xây một cái phòng thêm, hay là xin giấy phép để xây cái swimming pool hồi lúc nào, năm nào. Thì dựa vào đó thì mình mới biết được là cái căn nhà đó có những cái gì mà như là illegal, mà họ là addition mà không có permit. Thì mình dựa vô đó để mình biết được là có thể là sau này thành phố sẽ biết được là cái này sẽ không có permit, họ sẽ đến mà mình sẽ phải giải quyết cái vấn đề mà thành phố đến để mà viết giấy cho mình. Thí dụ trong trường hợp mà mình nhìn, thành phố sẽ đưa cho mình cái blueprint hay sao anh ha? Không, thường thường thì nhà ở cá nhân thì thành phố không có giữ cái quả đầu lâu. Nhưng mà họ có một cái record, những là những cái ngày nào, tháng nào, năm nào xin permit để làm cái gì. Rồi khi mà thí dụ như em đi mua một căn nhà và thấy nó không có ăn khớp với thành phố, thì lúc đó em nên làm cái gì? Thì nói chủ nhà hay là nói thành phố hay là sao? Thường thì phải nói chủ nhà thôi, chứ lại nói trừ khi mà muốn complain thì là nói thành phố, thì thành phố sẽ cho nhân viên xuống để mà làm việc. Còn nếu mà nói với chủ nhà để với lại người mua sẽ chuẩn bị tinh thần, tâm lý trước, tại vì gặp những cái trường hợp như vậy rồi mà thành phố thì không có xuống bắt hết mỗi căn hộ, nhưng mà nếu mà có ai gọi vào thành phố để mà complain thì thành phố nhất định là phải cho người xuống, cái đó là luật. Là mình mà xuống rồi thì mình sẽ khua ra hết những cái gì sai trong cái nhà thì nó sẽ rất là đau đầu. Tại vì trách nhiệm của anh là gì? Để bảo vệ cho an toàn cho người dân. Mình có thể add thêm cái này, tại vì mình không phải là giống như người dân complain khi mà mình xuống mình check, mình kiểm tra, thì những cái nhà mà họ xây illegally không có đúng á, thì mình chỉ muốn họ xây lại để thứ nhất là bảo vệ an toàn cho người dân, cho cái người chủ nhà ở đó, make sure là họ theo những cái code của bên planning với lại building, chứ không phải là muốn là phạt người ta. Mình sẽ hướng dẫn người ta để mà người ta sửa lại theo đúng cái luật của building của xây của thành phố. Và khi mà ví dụ như em mà muốn xây một cái gì mà muốn đủ tiêu chuẩn đó, thì những cái cần thiết như là như thế nào, là đem gửi cho thành phố cái blueprint hay là sao ạ? Thì trước khi mình xây giấy phép thì lúc nào mình phải nộp vô cái quả đồ. Mà cái quả đồ này thì mỗi khi nó phải, cái quả đồ nó phải qua sự kiểm tra của rất là nhiều cái department khác nữa, chứ không những là building. Building thì tụi này chỉ lấy cái quả đồ vô, rồi sau đó là tụi này phải gửi qua bên planning coi cái proposal đó nó có hợp thức quá với lại bên planning hay không, rồi xong rồi phải gửi qua bên department, bên public work engineer để họ coi như cái driveway như thế nào, cái sidewalk như thế nào, rồi phải gửi qua bên water sewer để coi cái water sewer có đủ hay không. Tại còn điện thì sao anh ha? Điện á thì không. Thì điện thì tại mình là với lại Edison. Thì Edison nó sẽ xuống sau này thôi. Và cũng như là những cái blueprint này là do người architect vẽ, thì mình làm sao, người dân bình thường làm sao biết là anh này có thể vẽ được, hay là sao, có cách nào cũng biết? Khó lắm. Thì thường thường là mình hay truyền miệng với nhau, có bạn mới vừa làm, cái người này vẽ giỏi, hay là người này giúp mình làm được, hiểu được những cái luật. Thì thường thường những cái người architect mà hay là những người mà designer thì họ hiểu rất nhiều luật về thành phố và những cái minimum mà họ cần phải nộp vào thành phố để mà được giấy phép. Thí dụ như một cái hình đi, bây giờ chúng ta nói một cái hình ảnh mà anh được trao lên đi, thì đây là một trong những cái khu mà đang được thành phố đề xướng lên để như này xây chưa vậy ha? Cái này là dự án mới vừa vào để mà gọi là preliminary, mới vừa người chủ muốn propose cái chương trình này trong thành phố, thì họ phải gặp rất là nhiều người trong thành phố để mà nói chuyện, thì cái này nó cũng là bắt đầu rồi. Có nghĩa là những cái hình mà quý vị khán giả đang nhìn sau đây là chỉ là mấy cái proposal thôi phải không ạ? Có cái đã hoàn thành rồi, có cái đã vào plan check rồi, còn có cái là mới bắt đầu. Là
Thì chẳng hạn như cái Side C này là một cái khách sạn trên đường Harbour rất là lớn. Đã qua xong hết plan check rồi, bây giờ là đang sắp sửa tiến hành construction. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua từng bước nè. Thì bây giờ xin mời nhờ mấy anh kỹ thuật của đài cho qua một cái hình kế tiếp đi. Thì chúng ta sẽ nói, thì ví dụ như cái này là một căn nhà bình thường ha. Thì anh có thể kể chuyện về cái bức hình này. Cái này, cái project này cũng rất là ngộ. Tại vì cái người developer này họ mua những cái căn nhà single home ở trong một cái corner trong một cái block đường đó. Xong rồi họ sửa những cái căn nhà này lại thành một cái khu như là outdoor activity. Vừa mở nhà hàng vừa bán mấy cái retail shop. Mà theo như em biết, sorry em interrupt, là theo như mình biết đó, cái khu này nó kêu là cottage industry, là nó sẽ xây ở ngay cái khu civic center của mình, là cái khu gần cái khu tòa city hall của mình. Cái dự án này đang tiến hành thì nhìn nó giống như cái nhà vậy, tại vì nó được xây ở trong cái khu residential. Không, những cái nhà này là đã có sẵn rồi á. Họ vào họ mua những cái căn nhà đó xong rồi mới sửa lại, xin rezone lại, sửa lại để lại để cho cái chuyện họ xài. Xong rồi bên cạnh đó thì họ xây thêm một chút. Rồi bây giờ chúng ta nói chuyện về cái hình này đi. Cái hình này là gì, anh có thể chia sẻ cho quý vị? Cái đây là một cái nó nằm ở trên cái đường góc đường Brookhurst với lại Garden Grove. Thì cái chỗ này là hồi xưa là một cái tiệm furniture cũ với một cái tiệm xe cũ. Thì cái này mình gọi là Dr. Dow's office. Tại owner là Dr. Dow. Ok. Và cái này là mixed use, vừa apartment và vừa hai tầng mixed use với lại apartment ở phía trên, xong rồi parking garage mình nằm phía sau. Cái này có thể nói là khu thương mại gì không anh, hay là shopping mua đồ được không, cho Chrissy mua đồ được không? Cái này thì những cái retail shop ở phía dưới. Nếu mà Billy để ý những cái dự án mới sau này của thành phố á, cái này là một cái ví dụ ha. Và then across nó là một cái khu Brookhurst Place, họ sẽ dùng mixed use rất là nhiều. Mà mixed use đằng sau thì phải trở về chuyên môn của anh Phil để anh Phil giải thích. Thì mixed use là mình nói lại vừa tư nhân với thương mại chung vào nha. Là người ở phía trên thì bán là residential phía trên, commercial phía dưới. Thường thì ở phía dưới là retail, giống như cái khu mà senior Brook Village đúng không anh Phil, cũng là một cái mixed use nè. Thì giống rồi như cái hình này phải không anh? Cái hình này là cái này là không phải mixed use, cái này là cái đó, cái hình hồi nãy đó là cái là senior apartment. Cho em hỏi, nếu mà giống như là em là một cái người không phải trong bộ môn của anh Phil đi, cái mixed use này là tại vì cái này là luật mới hay là họ đã có những cái điều này lâu rồi, nhưng mà tại vì gần đây mới thấy dùng cái chữ mixed use hơi nhiều á anh Huy? Có lâu rồi, nhưng mà gần đây thì cái phong trào này nó phát triển nhiều hơn là tại vì nó rất là tiện. Vậy mình mở một cái khu thương mại không thì người ta phải đến đó, phải chạy xe đến đó. Còn bây giờ nếu mà người ta ở trên đó xong người ta xuống đây luôn thì nó rất là tiện hơn. Thì mà lại là không cần phải nhiều đất nữa. Christy muốn ở trên đó hay muốn ở đi? Cấp tiền thì mình sẽ ở đó. Và cũng như là em có thấy cái dự án mà nó để là senior citizen home á, thì chỉ dành cho người lớn ở hay sao? 60 tuổi trở lên. Thì cái đó là khoảng 100 cái apartment cho người senior. Kế bên cạnh đó nó gọi có thêm một cái facility nữa là đúng là cái building này. Thì kế bên cạnh hai cái nó dính vào với nhau. Bên cạnh đó nó gọi là elderly care facility cho những người elder. So vừa là senior apartment, là kế bên cạnh là để là một cái khu trung tâm y tế cho người lớn tuổi. 60 tuổi trở lên. 60 tuổi. Phải ở gõ Garden Grove đúng không Christy? Không. Cái này là một cái dự án vừa mới thôi. Cái này là còn mới tin luôn á. Chỉ có mình anh Phil biết. Mình thì chưa biết là cái condition nó là có cần bắt buộc là người vào đó ở phải là người dân Garden Grove hay không. Cái đó là dự án của thành phố hay là một cái người developer? Cái đó là developer, một người developer. Nhưng mà rất là hay, tại vì thứ nhất là cái senior apartment là ở kế bên một cái nursing home, hay là sẽ xây một cái nursing home. Thì cái này ở góc đường nào anh? Sẽ ở đâu? Ở trên đường Stanford với lại gần ở dưới đường Lamson với Stanford. Stanford với Lamson. Ok, cũng không có xa khu Lido Sài Gòn là mấy ha. Rất là tiện luôn á. Chúng ta nói hồi nãy giờ cũng khá là nhiều, nhưng mà anh còn rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà không sao, thì trong tương lai em sẽ mời anh Phil lại đến chúng ta để mà chia sẻ thêm. Thì chúng ta còn vài phút nữa, thì em muốn hỏi luôn là thành phố thì dĩ nhiên có blueprint để nộp cho thành phố riêng cho những cái dự án của thành phố, nhưng mà còn người dân đó thì khi mà họ nộp cái họa đồ, cái blueprint thì bao lâu họ mới xong, hoặc là cần review cái quá trình đó như thế nào, anh có thể chia sẻ cho mọi người không? Thì nhân viên thành phố thì lúc nào cũng thiếu đó. Thì việc làm thì càng ngày càng nhiều hơn nữa, là thành phố Garden Grove bây giờ là cái thành phố
có nhiều ADU nhất cả tiểu bang California. Wow. Real hiện bây giờ là thành phố Garden Grove có tức là trên 2.000 đến 3.000 cái ADU rồi đó. Thành ra là thành phố Garden Grove rất là bận. Mà ủa, nhưng mà làm xong rồi mà không, hay là chưa, hay là the process vừa xong một phần, vừa đang trên xin giấy phép một phần. Nhưng mà cả tiểu bang California là Garden Grove là thành phố có nhiều ADU nhất. Wow. Đó là một trong những điều em mới vừa được học, thì cái quá trình nó có nghĩa là nó rất là lâu. Tại vì có ít nhân viên hay là sao anh? Có một cái luật của tiểu bang đưa xuống là những cái căn ADU hay là những cái căn gọi là SB9 unit ở thành phố chỉ có thể có 60 ngày để kiểm tra hóa đồ để. Từ lúc mà họ kiểm tra hóa đồ đến lúc mà approve chỉ có 60 ngày thôi. Nếu không thì lại là thành phố phải là để cho người dân họ xây. Người dân được xây là có nghĩa là cứ tự nhiên xây đi rồi nó xong kiểm tra sao. Như vậy. Nếu mà thành phố không có đủ điều kiện hay là không thể làm cái quả đồ, giải quyết cái quả đồ trong vòng 60 ngày. Nhưng mà cái thời gian không có tính được là thành phố giữ quả đồ thôi nha, chứ không có tính là cái thời gian mà thành phố cho anh correction xong rồi anh về anh giữ lại 3 tháng sau anh mới nộp vào lại thì không có tính được cái đó. Yeah. Anh mới vừa nói về cái SB9 thì SB9 viết tắt cho chữ Senate Bill 9, thì anh có thể chia sẻ thêm trước khi chúng ta dứt lời ngày hôm nay. Thì cái đó cũng là một cái bill mới của tiểu bang xuống là bắt đầu từ hồi đầu năm 2022 là cái bill này nó effect. Thì cái SB9 á, nó cho người dân xây thêm một căn hộ nữa, nó gọi là the second main unit ở trong cái lot của mình. Thì cái SB9 nó dài dòng lắm, nó có rất nhiều những cái chỗ. Ok, vậy thôi, để cho chương trình thì sau em sẽ hỏi anh thêm một lần nữa. Chắc chúng ta vì thời gian có hạn thì anh Billy sẽ mời anh Phil và Christy trở lại thêm một lần nữa đến để mà chia sẻ đến quý vị những cái tình hình trong thành phố Garden Grove. Và quý vị nào mà ở Westminster cũng có thể suy nghĩ là trong tương lai có thể dọn qua Garden Grove ở hay không. Với những cái dự án mới này thì chúng tôi xin hẹn gặp lại anh Phil và Christy kỳ này, thì xin hẹn gặp lại hai vị trong chương trình kỳ sau. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đời Sống Quanta Life Around Us with Billy Lê. Xin chào. Xin cảm ơn quý vị.